Hội đồng Nhân dân huyện Hòa Vang khai mạc kỳ họp thứ 15, khóa 10, nhiệm kỳ 2016-2021. Kết quả nổi bật của Hội đồng Nhân dân huyện Hòa Vang thời gian qua là công tác giám sát chuyên đề giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân trên địa bàn huyện. Năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020, số lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn huyện giảm so với những năm trước, không xảy ra điểm nóng trong tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Qua phân loại, Thường trực Hội đồng Nhân dân phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện chuyển đến Ủy ban Nhân dân cung cấp 18 kiến nghị của cử tri và được các ngành chức năng giải quyết 11 kiến nghị, đang giải quyết 3 kiến nghị và trình thành phố trả lời 4 kiến nghị. Kỳ họp thứ 15 Hội đồng Nhân dân huyện Hòa Vang diễn ra trong ngày 21 và 22 tháng 12 để thông qua các nghị quyết về thành lập đoàn giám sát chuyên đề năm 2021 của Hội đồng Nhân dân huyện về công tác giải phóng mặt bằng các dự án, đề án di dời bộ mã xen lẫn trong khu dân cư, điều chỉnh phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.